là hoa sa đét các bạn ơi. Là hoa sa đét giữa trưa lúc 11 giờ nha các bạn. Các bạn xem lượng khách đi tham quan rất là đông. Có những chiếc xe luôn nha bạn. Xe đó dành cho các đoàn đó các bạn. Anh này đang selfie. Thắng cường. Mọi người đến đây để khỏi sức của mình nha các bạn. Bây giờ mình chỉ nhiều quá, mình không biết cắm hoa như thế nào luôn á. Mình quay rất là nhiều khách đông các bạn. Qua vườn hoa kiển từ thừa nha các bạn. Ở đây có hoa đồng tiền rất là đẹp nè các bạn. Tất cả ở đây những người dân đều trồng hoa các bạn ơi. Hoa này hoa đồng tiền các bạn. Cây ở ngoài đang đẹp, cây để riêng mình nó. Dạ. Hồng lớn còn nhỏ nó lên rồi. Các bạn xem tự do nha, mình lên tới đây của mình nắng quá mệt các bạn ơi. Thank you.
là mình đâu có để nó hất tóc thế mà nói không á. Đi chứ, bao lâu chụp đi. Cánh đồng hoa rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ 11 giờ. Những cây hoa vạn thọ. Nhà kịp cho ngày xưa nhé. Chưa thấy anh. Thấy chưa? Chưa thấy. Sao không chụp đây đâu nữa rồi? Chụp ra. Chụp cái gì? Tao hay chụp con bịch thuốc tan đi mày. Mà nếu con chụp băng chơi con chụp thuốc tan hả chứ? Ở ngoài đó kiểu quá trời luôn.